Làm thế nào để mẹ trông em giúp mình? Để mẹ có thể trông nom và giúp bạn nhiều khía cạnh khác nhau, bạn có thể áp dụng những cách sau đây. Trò chuyện với mẹ. Bắt đầu bằng việc trò chuyện trực tiếp với mẹ về nhu cầu và mong muốn của bạn, giải thích lý do bạn cần hỗ trợ và làm rõ những cách mà mẹ có thể giúp bạn. Thứ hai là nêu rõ lý do. Nêu rõ tại sao bạn cần mẹ giúp. Có thể đó là công việc trong học tập, chăm sóc gia đình hay những hoạt động khác. Điều này giúp mẹ hiểu và đồng cảm với tình hình của bạn. Số 3, chia sẻ trách nhiệm. Xác định rõ nhiệm vụ công việc mà mẹ có thể giúp bạn. Điều này giúp bạn tránh việc đòi hỏi quá nhiều và giữ cho mẹ cảm thấy có phần trong quá trình hỗ trợ. Lập lên lịch và lập kế hoạch. Hãy lên lịch trình và kế hoạch cụ thể để mẹ có thể giúp bạn. Điều này giúp cả hai biết được thời gian và cách thức hỗ trợ nhau hiệu quả. Số 5 là trao đổi kỹ thuật và kiến thức. Nếu mẹ có kiến thức và kỹ thuật trong lĩnh vực bạn cần, bạn có thể hỏi xin hướng dẫn hoặc chia sẻ những gì bạn đang học hỏi. 6 là hỗ trợ trong công việc. Nếu bạn đang cùng chung một không gian sống, bạn có thể đóng góp trong việc chăm sóc gia đình, việc nhà, các hoạt động. Số 7 là biểu lộ lòng biết ơn. Hãy biểu lộ lòng biết ơn và trân trọng sự giúp đỡ của mẹ. Điều này tạo ra môi trường tích cực để mẹ tiếp tục hỗ trợ bạn. Số 8 là tôn trọng sự riêng tư, tôn trọng sự riêng tư và không làm phiền mẹ quá mức khi cô ấy cần thời gian riêng. Hỗ trợ tinh thần. Đôi khi việc chỉ cần một bàn tay để nghe, để chia sẻ giúp mẹ cảm thấy tốt hơn. Hãy luôn luôn sẵn sàng lắng nghe và động viên. Số 10, cộng tác và tương tác. Tạo ra một môi trường cộng tác, tương tác tích cực với mẹ. Điều này giúp hai mẹ con cùng nhau thúc đẩy sự phát triển và hỗ trợ lẫn nhau. Hãy nhớ rằng mối quan hệ giữa mẹ và bạn dựa trên tình cảm, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau.